Ford Motor sẽ dừng hoạt động sản xuất ô tô ở Ấn Độ nhằm cắt giảm khoản lỗ sau nhiều năm vật lộn cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành khác. Trước đó, Ấn Độ đã từng được xem là một thị trường có tiềm năng, đầy hứa hẹn. Cả hai nhà máy lắp ráp của Ford tại Ấn Độ sẽ đóng cửa trong thời gian tới. Việc sản xuất cho thị trường Ấn Độ sẽ kết thúc ngay lập tức và hoạt động sản xuất tại Ấn Độ để xuất khẩu sang các nước châu Á khác sẽ kết thúc vào giữa năm 2022. Ford cho biết việc tái cơ cấu sẽ ảnh hưởng đến khoảng 4.000 nhân viên. Công ty sẽ tiếp tục sản xuất động cơ ở Ấn Độ để xuất khẩu cũng như bắt đầu nhập khẩu các loại xe như Mustang coupe sang trọng để bán cho người tiêu dùng Ấn Độ. Giám đốc điều hành Jim Farley cho biết, "Chúng tôi đang có những quyết định khó khăn nhưng cần thiết để mang lại một hoạt động kinh doanh có lợi nhuận bền vững trong dài hạn và phân bổ vốn của chúng tôi để phát triển và tạo ra giá trị trong các lĩnh vực phù hợp." Năm 2019, Ford đã công bố kế hoạch liên doanh với Mahindra và Mahindra, nhưng các cuộc đàm phán đã đổ vỡ vào cuối năm ngoái do hai bên không đạt được thỏa thuận về các điều khoản Ford tiến vào thị trường Ấn Độ năm 1995 với hy vọng chiếm được một phần thị trường tiềm năng này, tuy nhiên đã bị vượt mặt bởi các nhà sản xuất ô tô địa phương và Nhật Bản khi tập trung nhiều hơn vào các mẫu xe nhỏ hơn. Chỉ có khoảng 50.000 xe du lịch Ford được bán trong năm 2020, chiếm chưa đến 2% thị trường. Nhà sản xuất ô tô này đã phải chịu khoản lỗ hoạt động hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ qua. Ford sẽ ghi nhận 2 tỷ đô la Mỹ phí tái cấu trúc liên quan đến việc nghỉ việc kéo dài trong vài năm. Bên cạnh đó, General Motors đã rút khỏi thị trường Ấn Độ vào năm 2017 và chấm dứt hoạt động sản xuất xe xuất khẩu vào năm ngoái.